Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong những ngày dịch bệnh COVID-19, lực lượng quân đội trên địa bàn đã hỗ trợ chính quyền và nhân dân Đà Nẵng phòng chống dịch. Với nỗ lực cao nhất, các cán bộ chiến sĩ luôn xác định chống dịch như chống giặc với quyết tâm bao giờ hết dịch mới về. Hiện Đà Nẵng đã cơ bản khống chế tốt tình hình dịch bệnh, nhiều khu cách ly đã hết người, là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ chính quyền và nhân dân Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh. Cán bộ, chiến sĩ quân đội thời gian qua luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ bà con nhân dân trong các khu cách ly. Tại khu cách ly túc xá sinh viên ở phía Tây thành phố Đà Nẵng, Thiếu úy Ngô Văn Trường cần mẫn chuyển các loại hàng hóa phục vụ bà con đang cách ly. Quê ở Thái Nguyên, vợ đi làm xa, con gái 18 tháng tuổi gửi ông bà chăm sóc. Anh Trường cũng như nhiều đồng đội khác gác lại việc riêng để toàn tâm thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly luôn mang hết tâm, hết sức và hết khả năng của mình để phục vụ bà con nhân dân trong khu cách ly. Mong muốn của chúng tôi là góp phần nhỏ bé của mình để Đà Nẵng cũng nói riêng và cả nước nói chung sớm ngày chiến thắng dịch bệnh. Người dân cách ly đến từ nhiều miền quê, nhiều lứa tuổi. Các anh bộ đội thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, động viên mọi người yên tâm thực hiện tốt các quy định. Cùng với các lực lượng chức năng, cán bộ chiến sĩ biên phòng, ban chỉ huy quân sự địa phương đã chăm lo bữa ăn hàng ngày cho bà con, như cháo cho các em nhỏ, suất ăn kiêng cho người tiểu đường, người ăn chay, cung cấp các nhu yếu phẩm, thăm khám sức khỏe. Các cái lực lượng nói chung mà trong cái khu vực cách ly này cũng tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho bà con trong cái vấn đề sinh hoạt, trong cái vấn đề ăn uống, trong vấn đề nói chung là rất là vui vẻ, niềm nở và rất là chu đáo. Thái độ phục vụ của mọi người rất là tốt, rất là nhiệt tình với người dân. Thì em cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan mà chăm lo cho tụi em trong suốt thời gian qua. Em mong là cái đợt dịch này nó sẽ nhanh chóng hoàn thành để các anh được về với đơn vị của mình. Làm việc hết mình, nhiều cán bộ chiến sĩ đưa người dân cấp cứu lúc nửa đêm, chuyển các ca dương tính ra bệnh viện điều trị, giúp đỡ sản phụ đi sinh con. Niềm vui của người lính là nhận được những lời cảm ơn, những nụ cười, dòng thư của người hết thời gian cách ly gửi tặng. Tuy công việc nó vất vả, nhưng mà chúng tôi luôn xác định đoàn kết một lòng, thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Tại thời điểm này thì anh em tôi phụ đến đây là đã được hơn một tháng. Tinh thần chúng tôi cũng đã xác định là khi nào ở khu cách ly này không có công dân đến cách ly thì khi đó anh em tôi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vất vả, nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhưng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly của thành phố Đà Nẵng vẫn lạc quan, vui vẻ, phục vụ chu đáo đến người cách ly cuối cùng. Quyết tâm của các anh là bao giờ hết dịch, hoàn thành nhiệm vụ mới trở về nhà.